Rồi xin chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay thì mình có quay lại chỗ vườn của anh Sang nè. Thì ngày hôm nay anh Sang có vô lưu với anh em một gốc mai khá là lớn nha anh em. Nói chung thì bộ tàn rất là đẹp. Đế này kia thì quá là ok anh em ơi, để cho anh em đem về anh em chơi Tết. Rồi mời tất cả anh em cho tham quan gốc mai của ngày hôm nay nha. Rồi anh Sang ơi, cho anh em biết địa chỉ mình đây đâu luôn hả anh Sang? Chào anh Phương, địa chỉ em là ấp Xuân Phụ, xã Long Thới, huyện Châu Cần, tỉnh Trà Vinh. Nay Dạ. em về có một cây mai tàn. Mong anh chị giúp đỡ giùm. Rồi trước khi vô gắm cho khán giả không anh Sang? Có là lễ nuôi em này gần tới, như em bán cây này giá hữu nghị cho anh em chơi về chơi Tết luôn. Dạ rồi, để mình ra xa mình quay bộ tàn. Nói chung cây mai này tàn lớn lắm nè, ra xa mới quay được nha. Rồi quay hết cho anh em tham khảo một vòng của cái gốc mai này nha. Đây quay một vòng hết toàn bộ bộ tàn, tàn lên quá khéo anh em ơi. Nói chung thì nó đều hết bốn mặt nha. Đây mình đứng khá là xa, đi khoảng chừng 9 mét anh em. Quay hết bộ tàn cho anh em để anh em tham khảo chi tiết cái gốc này. Bốn bên đều như nhau hết nha anh em. Tàn này có con nữa hả anh Sang? Dạ tàn này tự nhiên luôn ạ. Tự nhiên luôn hả anh? Dạ nguyên bản. Nguyên bản sao đều dữ ta? Không biết sao nữa anh. Cái này là nó lên như tàn đào hay sao anh Sang? Dạ cây này tàn đào ạ. Cái cây này là chiều cao của mình là nó khoảng nhiêu hả anh Sang? Chiều cao khoảng 4,5 m. 4,5 m. 6 m. 8.000 khoảng 6 m cho anh em. Cây này thì một cốt đi lên, chót đọt anh em ơi. Mấy xương tàn là nguyên thủy thiên nhiên luôn hả anh Sang? Dạ cây nguyên thủy ạ. Quá khích anh em ơi, nói chung thì bỏ dàn xương này quá khéo. Cái này là mặt bông nó mình thấy chưa hả anh Sang? Dạ, em nghe chia sẻ chủ nhà từ 5 đến 9 anh. 5 cánh đến 9 cánh hả anh? Dạ. Cái này là mình bứng bầu về mình chơi Tết nổi không anh Sang? Nổi anh, cây này thừng cây anh. Đây nè, mấy cái nút trên cái gốc này cũng khá là nhiều nha. Nói chung mình nút lớn anh em. Thì thường thường những cái nút này á, nó thường thường nó bung ra khá là nhiều bông nha anh em. Rồi sẽ quay hết một vòng qua. Nguyên cái dàn xương thì anh em có thể thấy là nó ra dày đặc lắm nha anh em. Cái này mình có hình mặt bông gì không anh Sang? Không, em nghe chia sẻ thôi à. Chủ nhà nói cho em cũng chưa thấy mặt bông anh. Đây anh em quay hết cho anh em một vòng nha. Cái này lâu năm chưa anh Sang? 38 năm rồi anh. 38 năm rồi ha. Mấy cái da nó anh em thấy là nó khá là mịn nha anh em. Nói chung nó còn tơ. Này nó già quá nó bể da hay sao anh Sang? Dạ nó chuẩn bị lên nứt lên sù anh thấy cái nách à. Đây anh em, cây này cho mấy chỗ này là vú bò phải không anh Sang? Dạ vú bò ạ. Đây quay cận cho anh em một số điểm trên cái gốc này nó đang lên vú bò nha anh em. Thân thì mớp mà cái cây này thì nó quá là tơ anh em. Mớp mớp. Nước da nó nhìn thấy đã quá. Cây này bán mai trơn chứ không bán mai sù nha anh em. Dạ. Thì nó chỉ có cái dấu hiệu nhẹ nhẹ chút xíu thôi anh em ơi. Mình quay cố gắng quay chi tiết cho anh em đấy, anh em xem cho nó kỹ. Đây anh em. Hay mấy cái điểm này nè anh em. Thì nếu anh em nào mà trồng mình có thể sung cái nó lên, nó có hiện tượng như thôi. Mà đa số thì những cái cây nó sù nó sẽ có hiện tượng trước là như vậy. Trong bông trong thân nó ra bông nhiều. Dạ. Lại cũng có. Hay quay cận cho anh em mấy cái điểm này nè. Hay khá một số anh em thì khá là thích những cái gốc mai mà nó đâm trong thân ra anh em. Như cái lọc ở trong trong cái gốc mai mình nó bung ra đó, thì nó cũng khá là hay. Đây một dọc lên rồi bắt đầu mình xuống dưới mình sẽ quay nhẹ cho anh em tham khảo một vòng của cái bộ đế gốc này nha. Đây cái này là mình đế này là mình có nằm lu nằm chậu gì không anh Sang? Hồi đó nằm trên cái mô cao á. Mô cao ha. Dạ. Nhìn giống con thú anh. Dạ nằm một khối luôn. Đây một khối xuống đây nè. Ngay cái giới cắt này lâu chưa anh Sang? Dạ lâu rồi anh, nó kéo nó xăm hết trơn rồi. Kéo mày là hết nha anh em. Dạ kéo cuốn mép xăm bít hết rồi. Ở dưới là cái nguyên một dòng của cái bộ đế gốc này. Đây nè, đế bên đây nguyên đế đặc bên nè. Những cộng đế đây là nó liền khối lại với nhau. Thì một số điểm trên đây anh em có thể thấy là nếu mà mốt thời gian tới nó lành là anh em, thì những cái nứt da nó kéo lên đầu xong nó phù lên những cây mai mà nó đẹp lắm nha anh em. Anh em có thể về dưỡng cây sung thì dĩ nhiên nó phải lạnh thôi anh em ơi. Cái này mình bán này mình có hỗ trợ ship gì không anh Sang? Có anh, bao ship 200 Nguyễn nó lỡ mà xa hơn 50 cây em cũng bao luôn anh. Bao bình thường hả anh Sang? Dạ. Nguyễn có chốt là bao anh. Mấy cái này là phù phù là sao anh Sang? Mấy cái gầu rễ anh Sang? Dạ. Có trứng gì không anh Sang? Có, nó nhận như nó muốn phù phù cục cục với trứng lọc chứ anh. Dạ. Rồi chắc em nhờ anh Sang vô đo thử thông số cho anh em để anh em tham khảo chi tiết gốc này luôn á anh Sang ơi. Dạ. Rồi.
Rồi anh đo đi anh trai. Vậy cây này em đo hai thông số nha. Rồi vị trí thứ nhất 87 hoành anh. Rồi vị trí số 2 anh Sang ơi. Đó ngay cổ luôn. Nhiêu anh Sang? 68 tính 67 anh ơi. Rồi áo hết cái nồi đế khoảng nhiêu anh Sang? 340 hoành anh ơi. 340 hoành. Rồi cái này anh đo thử nguyên cái đường kính ngang cái bầu này cho anh em yên tâm cái vụ chơi Tết luôn anh Sang. Dạ. Mình bao cho anh em chơi Tết luôn anh Sang. Bao. Nhiêu anh? 135. Rồi thoát thân luôn anh Sang ơi. Thoát thân 42. Rồi cốt cành luôn anh Sang. Cốt cành cho anh em để anh em tham khảo sơ thôi. 48 anh. Cốt rồi mình đo cái cốt nhỏ trong luôn khoảng nhiêu anh? 31. Rồi mình sẽ quay cho anh em tham khảo lại toàn bộ cái bộ tàng này nữa, các anh Sang báo giá chi tiết cho anh em để anh em tham khảo. Anh em thấy khoái thích thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Sang nha. Đây anh em, bộ tàng này mình đi ra xa tàng đẹp lắm anh em, quá đẹp luôn, quá là kết bộ tàng này. Đây từ xa nè anh em, mình về mình trồng để vô cái chậu cho nó cao rồi nè anh em, à, cái bồn gì đó cho nó cao, nhìn cây mai nó đã lắm, sướng lắm anh em, quá đẹp anh em ơi. Bộ tàng này khỏi chê rồi, một cốt lên mà tàn ghim đó nha anh em. Rồi anh Sang ơi, cho anh em biết là ví dụ anh em ta khoái muốn giao lưu gốc này thì mình giao lưu sao anh Sang? Dạ em bán 250 triệu, bao ship 200 km anh. Rồi ví dụ anh em ta 210 km ship không anh? Ship anh. Ship luôn ha. Dạ, dạ. Vẫn ship bình thường ha anh? Dạ bình thường anh. Rồi anh em nào thích thiện chí có thể liên hệ trực tiếp với anh Sang qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em ơi. Giờ xin tạm thời kết thúc video tại đây nha. Nói chung thì chúc tất cả anh em có vui chuyện là vui vẻ hạnh phúc gia đình người thân. Mong là anh em có thể giao lưu thành công gốc mai này với anh Sang nha.